X51 Story mến chào quý thính giả. Anh Hùng Núp còn có tên là Sa, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1914, trong một gia đình ba na nghèo sống bằng nghề nương rẫy tại Đe Dòng, xã Nam, huyện An Khê, nay là làng Stơ, xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Cuộc đời của anh Hùng Núp là biểu tượng của ý chí Việt Nam anh hùng, của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Năm 1935, trong một lần quân Pháp về làng bắt phu, dân làng lánh hết vào rừng, một mình anh Núp ở lại dùng nỏ phục kích, bắn lính Pháp chảy máu để chứng minh với dân làng rằng lính Pháp cũng là người, có thể chống lại được. Điều đó có vẻ rất bình thường, nhưng lại là một bước ngoặt quan trọng trong việc giúp đồng bào của mình tin tưởng vào khả năng thắng giặc và quyết tâm đánh giặc. Thằng Pháp không phải là yang, mình đánh được nó cũng như con thú thôi. Ông đã lãnh đạo các dân tộc Ba Na và Ê Đê đứng lên bảo vệ buôn làng, chống lại thực dân Pháp. Tại bảo tàng tỉnh Gia Lai hiện nay vẫn trưng bày cây ná mà lần đầu tiên anh Núp bắn Pháp chảy máu năm xưa. Cây ná là hiện hữu cho tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của những người con Tây Nguyên nói chung và nhân dân Gia Lai nói riêng. Năm 1945, ông tham gia cách mạng tháng 8, giành chính quyền tại địa phương. Tên tuổi của anh Hùng Núp gắn liền với làng kháng chiến Stơ, nay thuộc xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang. Trong những năm chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng và sự chỉ huy mưu trí của thôn đội trưởng Núp, dân làng đã lập làng kháng chiến, đánh địch quyết liệt bằng vũ khí rất thô sơ như trông, mang cung, bẫy đá, hàng rào, vọng gác. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1950 đầu năm 1951, Pháp giá 10 lần hành quân đến đánh làng Stơ, phá rẫy, đốt nhà, cướp lúa. Nhân dân trong làng phải chịu nhiều khổ cực, phải ăn cho chanh thay muối, mặc áo vỏ cây thay vải, nhưng kẻ thù không thể làm nao núng tinh thần yêu quê hương đất nước của Bốc Núp, của người dân Stơ. Gương chiến đấu của làng kháng chiến Stơ, của anh Núp có sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng khắp buôn làng, núi rừng Tây Nguyên. Có ý kiến cho rằng văn học, nghệ thuật cụ thể là tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc và các khúc Hát mừng anh Hùng Núp của nhạc sĩ Trần Quý đã chắp cánh thêm cho tên tuổi của anh Hùng Núp. Điều này không phải không có lý, nhưng hẳn là chưa nhiều người biết vào năm 1952, có một người đứng đầu liên khu năm khi ấy đã kiên quyết bảo vệ và ông Đinh Núp có được vinh dự này. Người làm việc ấy chính là ông Nguyễn Chánh, sinh năm 1914, mất năm 1957. Ông được mệnh danh là vị tướng không quân hàm. Trong một bài viết mang tính hồi ức in cuốn, Nguyễn Chánh con người và sự nghiệp, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1997, Trung tướng Nguyễn Đường kể lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với tư lệnh Nguyễn Chánh. Theo đó, năm 1952, trong Đại hội Chiến sĩ thi đua Liên khu 5, ông Nguyễn Chánh phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo mọi việc, ông Nguyễn Đường được giao lo phần nội dung, tức là chọn cho được những chiến sĩ xứng đáng nhất của Liên khu, tuyên truyền và tổ chức đại hội. Tại đây, ông Nguyễn Đường đã chứng kiến sự quyết định chính xác của tư lệnh Nguyễn Chánh trong việc xét chọn các chiến sĩ thi đua, đặc biệt là đối với trường hợp ông Đinh Núp, tức anh Hùng Núp. Khi xem xét trường hợp Đinh Núp, du kích người Ba Na tỉnh Gia Lai, trong cuộc họp, có một số phát biểu phân vân về trình độ học vấn và lý luận của ông. Nghe xong, tư lệnh Nguyễn Chánh nói, đại ý, học vấn và lý luận hết sức cần thiết, nhưng lòng căm thù, sự kiên quyết, lòng dũng cảm, dám hy sinh để đánh giặc, bảo vệ nhân dân cũng vô cùng cần thiết. Đinh Núp đã biết lo cho người dân, động viên nhân dân dùng vũ khí thô sơ đánh giặc, mấy lần rời làng, biết đốt chanh ăn thay muối. Đó là hiểu biết, là lý luận, là thực tế. Vị tư lệnh trẻ tuổi kết luận như vậy và nói thêm, tất nhiên còn cần có lý luận cao hơn nữa, nhưng phải chính từ những hiểu biết và hành động cụ thể thiết thực như thế mà đúc kết lại thành lý luận cao hơn. Theo Trung tướng Nguyễn Đường, lý lẽ và sự phân tích của tư lệnh Nguyễn Chánh đã thuyết phục được toàn thể cuộc họp ấy. Liền đó, mọi người nhất trí chọn du kích Đinh Núp là chiến sĩ thi đua. Sau này, anh Hùng Núp trở thành một nhân vật xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là đối các dân tộc Tây Nguyên, đúng như tư lệnh Nguyễn Chánh đã tiên đoán từ rất sớm. Với những đóng góp của mình năm 1953, tại Đại hội Liên hoan Chiến sĩ thi đua toàn liên khu, anh Hùng Núp đã được tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng nhất và huân chương kháng chiến hạng nhất. Năm 1954, anh tập kết ra Bắc học tập, công tác trong suốt 10 năm. Vào thời điểm này tại khu vực Mỹ Latin, sau khi cách mạng thành công, Cuba đẩy mạnh việc tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của nhân dân Việt Nam, lấy đó làm bài học thực tiễn sinh động trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ của Cuba. Cuba đã cho dịch hàng loạt cuốn sách từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha như Chiến tranh Nhân dân, Quân đội Nhân dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc với nhân vật anh Hùng Núp mà Chủ tịch Fidel Castro và các đồng chí của ông ngưỡng mộ từ lâu nhằm phổ biến rộng rãi trong nhân dân và truyền bá sang các nước khác ở khu vực Mỹ Latin. Đất nước đứng lên là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyên Ngọc viết về chặng đường chiến đấu bất khuất chống thực dân Pháp của những nhân vật mà nguyên mẫu là anh Hùng Núp và đồng bào Tây Nguyên. Cuốn sách được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và phát hành ở Cuba lập tức làm say mê Chủ tịch Fidel Castro. Bởi vậy, Chủ tịch Fidel Castro rất muốn mời anh Hùng Núp sang thăm Cuba. Bà Menba Hernade, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam nhớ lại, chính Fidel Castro là người đầu tiên đã phát hiện ra Việt Nam và tìm thấy ở đây một tiềm năng cách mạng rất lớn, điều đang cần cho cách mạng Cuba. Vào dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1964, Cuba tổ chức đợt đoàn kết từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 với nhiều hoạt động độc đáo. Một nét độc đáo của đợt hoạt động đoàn kết này là việc Đảng, Nhà nước Cuba mời anh Hùng Núp, người con của núi rừng Tây Nguyên, một trong những biểu tượng cao đẹp của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sang Cuba. Đây chính là mong muốn của Chủ tịch Fidel Castro và cũng của toàn thể nhân dân Cuba, muốn tận mắt thấy anh Hùng Núp,
người chỉ dùng vũ khí thô sơ mà cùng buôn làng đánh được giặc Pháp. Ngay từ giây phút đầu đặt chân đến Cuba, anh Hùng Núp đã thấy không khí thân mật như khi ở buôn làng. Chủ tịch Fidel Castro, Raúl Castro và Che Guevara đã tiếp đón anh Hùng Núp. Chủ tịch Fidel Castro nhiều râu, mắt sáng, nói cười to đã hỏi tuổi anh Hùng Núp rồi tự nhận là em. Bởi anh Hùng Núp sinh ngày 2 tháng 5 năm 1914, còn chủ tịch Fidel Castro sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926. Nghe chủ tịch Fidel Castro nói vậy, anh Hùng Núp cười vang rồi nói, đồng chí ít tuổi nhưng đồng chí là chỉ huy cao nên là anh. Chủ tịch Fidel Castro xua xua bàn tay rộng rồi nói, đã là anh em thì không nói đến cấp chức, ai hơn tuổi, người đó là anh. Đồng chí Núp làm anh mới đúng, cách mạng Cuba phải học tập kinh nghiệm những người anh em đi trước. Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều cười vui vẻ, bởi vì tất cả biết rằng Cuba luôn mong muốn học tập Việt Nam, một đất nước có bề dày đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc. Chủ tịch Fidel Castro nói tiếp, nhân dân Cuba thấy nhìn thấy anh còn sống, lại khỏe mạnh thế này là mừng rồi, vì mọi người đọc sách thấy anh khổ quá, đồng bào Tây Nguyên khổ quá, thiếu đến cả muối ăn thì thật không tưởng tượng nổi, vậy mà vẫn đánh Pháp, mà lại thắng bằng cung tên rất thô sơ thì thật kỳ lạ. Cuốn sách viết về anh đối với nhân dân Cuba là cuốn sách gối đầu giường đấy. Anh Hùng Núp không ngờ câu chuyện của buôn làng mình, đất nước mình lại được nhân dân Cuba cảm thông, chia sẻ đến như thế. Những ngày ở Cuba, chủ tịch Fidel Castro đã dặn dò chủ tịch Cuba Raúl Castro và Che Guevara đích thân đưa anh Hùng Núp đi thăm các đơn vị quân đội và các nhà máy, nông trường. Tới đâu anh Hùng Núp cũng nghe nhân dân Cuba reo to, du kích Núp, du kích Việt Nam, thần thoại, nhân dân Cuba vây quanh anh Hùng Núp và một điệu múa bột phát chợt nổi lên. Những đôi chân họ nhún nhảy, hai tay vỗ vào nhau. Anh Hùng Núp thấy người Cuba giống người Tây Nguyên của mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ. Bị cuốn vào những vũ điệu đó, anh Hùng Núp thấy mình như đang ở buôn làng Tây Nguyên. Chuyến đi ấy, anh Hùng Núp phải từ biệt đất nước Cuba sớm hơn dự định, bởi vì lúc đó hàng dàn máy bay Mỹ đang ném bom Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Cả Cuba biết tin đã ầm ầm phẫn nộ. Anh Hùng Núp nóng lòng trở về nước tham gia kháng chiến chống Mỹ. Khi chia tay, chủ tịch Fidel Castro gửi tặng Bác Hồ một hộp xì gà, đặc sản của Cuba và nhờ anh Hùng Núp mang dùm. Chủ tịch Fidel Castro cũng nhờ anh Hùng Núp về thưa với Bác Hồ rằng, trong cuộc chiến đấu mới này, Việt Nam cần gì đã có Cuba. Sau lần gặp anh Hùng Núp, Che Guevara, một đồng chí thân thiết của chủ tịch Fidel Castro, đã xin rời Cuba cùng với đội ngũ gồm các chiến sĩ du kích kiên trung lên đường đi chiến đấu giải phóng các dân tộc anh em còn bị áp bức ở Mỹ Latin. Từ tháng 1 năm 1965, Che Guevara rời Cuba để đến với Congo và sau đó là Bolivia nhằm mục đích khởi động một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc để biến các nước này thành một, hai, ba và nhiều Việt Nam đang kiên cường chống Mỹ. Và cũng từ đấy trên đài phát thanh và truyền hình Cuba hàng ngày phát đi, phát lại vở kịch với nhan đề Người Anh Hùng của Núi Rừng, truyền thể theo nội dung cuốn tiểu thuyết Đất Nước Đứng Lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Đặc biệt, sau cuộc gặp với anh Hùng Núp, một điển hình của dân tộc Việt Nam gan góc đánh Pháp, đánh Mỹ, chủ tịch Fidel Castro đã dành một tình cảm đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 1966, khi nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc đụng đầu lịch sử đối với đế quốc Mỹ, trong cuộc meeting có trên 1 triệu người Cuba tham dự và khách mời của các nước đến từ các châu Á, Phi, Mỹ Latin, chủ tịch Fidel Castro tuyên bố, vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lời tuyên bố chí tình ấy đã làm rung động cả lương tri nhân loại. Hàng ngàn thanh niên Cuba viết đơn tình nguyện xin đến Việt Nam để cùng nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Năm 1964, người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên lại được trở lại miền Nam, về lại với núi rừng mà anh đã gắn bó và cống hiến cả tuổi thanh xuân sau 10 năm xa cách. Từ năm 1964-1975, anh Hùng Núp luôn được tin tưởng tín nhiệm giữ nhiều chức trách của tỉnh Gia Lai. Từ năm 1965-1967 là tỉnh ủy viên, bí thư khu 2. Từ năm 1969 đến năm 1972 là tỉnh ủy viên, bí thư khu 10. Từ năm 1972-1974 là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai, tỉnh ủy viên. Từ năm 1974-1975, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh ủy viên. Có thể nói, anh Hùng Núp là sợi dây kết nối đồng bào Ba Na, giai các dân tộc tại chỗ của Gia Lai với đảng, với nhà nước. Từ năm 1967-1991, ông đã tham gia tích cực trong hoạt động Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Kon Tum, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh ủy viên. Có thể nói ông là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh của buôn làng Tây Nguyên, là thần tượng của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nhà văn Trung Trung Đình trong cuốn Căn cứ địa khu 10 những ký ức không quên tập 1 đã viết, về phía chúng tôi thì mỗi người đều đã có sẵn trong lòng mình một anh Hùng Núp huyền thoại, thời anh cùng bà con làng Công Hoa tổ chức đánh cho thằng Pháp chảy máu. Một anh Núp hồn nhiên, trong sáng nhưng quyết liệt. Hình tượng anh Hùng Núp mà bấy lâu chúng tôi yêu mến, hâm mộ và giờ đây được ở chung càng trở nên sống động, nhất là khi tiếp xúc với ông một đe anh ông Núp bằng xương, bằng thịt, không hề có vẻ gì của một người anh hùng với thái độ bề trên. Cũng trong cuốn sách này, anh Hồ Văn Ba, một người từng làm cần vụ giúp việc cho anh Hùng Núp, đã kể, bác Núp sống cực kỳ giản dị, tiết kiệm qua từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Bác thích mặc quần áo bộ đội, đi dép cao su tự chế.
Khi rảnh rỗi, bác Núp thường tự tay cuốc đất tưới nước, trồng rất nhiều loại rau, bắp và mì để cải thiện bữa ăn hàng ngày và mang biếu cho mọi người. Người dân Việt Nam đã quen với hình ảnh thân thuộc anh hùng núp lưng trần mang trên mình chiếc ná huyền thoại lần đầu tiên bắn Pháp chảy máu, làm nên đất nước đứng lên. Nhớ tới anh là lại nhớ đến mảnh đất Tây Nguyên kiên cường bất khuất. Nói đến anh hùng núp là người ta sẽ nhắc tới Tây Nguyên. Có thể nói anh đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho ý chí anh dũng, kiên cường, bất khuất của Tây Nguyên, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc của Việt Nam. Anh hùng núp đã ra đi về với thế giới Atâu nhưng hình ảnh của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi người Việt Nam. Để tưởng nhớ người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước thương dân cho các thế hệ mai sau. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều công trình, hạng mục trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh cách mạng bất khuất của anh hùng núp. Nhiều con đường, trường học cũng đã mang tên ông. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.